Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh xin chào toàn thể anh em. Shop đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang với các đầu số điện thoại nhá. 4 số điện thoại cho 3 đầu số Viettel, Vina và Mobi. Các bác có nhu cầu mua hàng cần alo tư vấn, cần hỏi về chế độ bảo hành, hình thức mua hàng, các bác cứ liên hệ trực tiếp với các số điện thoại của shop nhá. Các bác gọi không được thì các bác yên tâm đợi shop sẽ gọi lại nhá. Shop thì cung cấp đủ các mặt hàng về loa mồi, loa bẫy, loa điều khiển từ xa và các phụ kiện cho anh em đam mê săn bẫy nhá. Hôm nay shop xin giới thiệu với lại các bác cái bộ giò bẫy cu gáy nhá. Bộ giò bẫy cu gáy đây, đây là hoàn thiện cái bộ giò bẫy cu gáy các bác nhá. Bộ này về cấu hình của nó là cáp xe nhá, cáp xe này, chân đồng này, dây dù liên kết giữa các chân là dây dù siêu bền nhá các bác nhá, dây dù siêu bền. Bộ này thì có 10 chân nhá, 10 chân các bác nhá. Bộ giò bẫy cu gáy này bên shop cung cấp ra thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhá. Giò này là giò làm theo kiểu manai hình chữ C, anh em hay gọi cái giò này là giò kiểu manai nhá. Thế còn kiểu giò Thái thì chất liệu nó bằng cước và nó sẽ cái dây này nó sẽ ngắn hơn như này nhá. Đấy, thì đây là cái bộ giò cu gáy hoàn thiện 10 chân. Tôi sẽ cho các bác xem một cái chân chi tiết đây. Chân chi tiết tôi tháo ra đây nhá. Cái loại này thì là dây dù siêu bền này. Hai đầu nhá. Hai đầu đều có để dây thừa ra để các bác cột nhá. Đây. Đây là một đầu này. Đây là một đầu giò này. Thế còn một đầu nữa bên này nhá. Đầu nữa bên này. Đây các bác này. Đầu nữa là đầu bên này. Cũng có dây dù thừa dài ra để các bác cột nhá, các bác buộc nhá. Đấy. Rồi. Đây nhá, mời các bác xem chi tiết cái chân giò này nhá. Đây chân giò đây. Chân giò này ấy, là chất liệu bằng đồng này. Chất liệu bằng đồng các bác nhá. Chất liệu bằng đồng này. Đây được quay sát lại cho các bác xem dễ. Đấy. Chất liệu bằng đồng. Dây cáp này này là dây cáp xe. Và cái chân đồng này được đánh theo kiểu mũi mác, có mài nhọn để cho nó dễ cắm. Thế còn cái phần liên kết nhá, các bác nhìn này, phần liên kết giữa cái dây cáp này với lại cái chân này thì nó liên kết bằng một cái lỗ khoan, một lỗ khoan này nhá. Đây, khoan vào đây, cái dây cáp này là ép thẳng theo cái chiều này và xuyên qua cái lỗ khoan này, và cái đầu cáp bên này thì sẽ gập lại phía này, gập lại phía này và sẽ được quấn bằng cái dây chủ, dây chỉ dù siêu bền màu đen này này. Chỉ dùng siêu bền màu đen này quấn nó vào, xong nhỏ keo 502 là đảm bảo là nó độ chặt độ rất là tốt nhá. Đấy, cái liên kết này rất là chặt, không bao giờ đứt cái dây cáp này khỏi cái, không bao giờ bị tuột cái liên kết giữa dây cáp này và cái chân này nhá. Đấy, không bao giờ tuột. Đây là sợi cáp xe này, cáp này cáp xe các bác nhá. Cáp xe phía cuối cáp là có dù siêu bền màu ngụy trang màu tối màu này, màu sậm lá cây khô đấy nhá, có dây dù này. Và phía cuối này nhá, phía cuối này là có khuyên đồng. Đấy, khuyên đồng này các bác này, cái khuyên đồng này rất chi là nhỏ, hàng này là hàng rất là tinh xảo đây. Cái này là khuyên đồng này hàn theo kiểu cái công nghệ là công nghệ hàn bạc các bác nhá, công nghệ hàn bạc. Đấy. Cái giò này thì anh em gọi là cái giò búng, độ nhạy nó rất là cao, rất là tốt, đánh rất là hiệu quả nhá. Đây, giò cu gáy loại siêu bền đây. Cái hàng này là bảo hành cho các bác là 6 tháng nhá. Bảo hành cho các bác 6 tháng với cái bộ giò cu gáy này. Đây. Đây. Dây liên kết thì được thắt rất là chặt chẽ. Đây. Các bác để ý này. Chân đồng, cáp xe làm theo kiểu Malai. Làm theo kiểu giò Malai nhá. Thế còn một cái kiểu giò Thái nữa thì để giò Thái chất liệu nó bằng cước, để hôm khác shop sẽ giới thiệu cho các bác nhá. Giò Thái thì nó cong như thế này, đoạn liên kết nó ngắn hơn, nó cong hơn. Trên đây là giò gọi là giò chữ C hay là giò kiểu Manai nhé các bác nhá. Các bác đang theo dõi clip trên kênh YouTube của shop, các bác vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh và bấm vào cái nút chuông thông báo bên cạnh để các bác cập nhật được những cái video mới nhất mà shop giới thiệu các sản phẩm mới gửi tới cho các bác nhá. Thế còn các bác mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại các đầu số của shop nhé. Các đầu số Viettel, Vina, Mobi.
các bác liên hệ trực tiếp các đầu số cho shop nhá. À, hình thức bán hàng thì vẫn là COD. COD thanh toán khi đã nhận hàng, kiểm tra. Đấy, thanh toán khi đã kiểm tra và nhận hàng rồi thì mới thanh toán nhá. Không cần phải đặt cọc trước. Các bác chỉ cần cho họ tên địa chỉ là shop sẽ ship COD qua đường bưu điện cho các bác. Bộ giò cô gái chân đồng, cáp xe, hàng siêu bền. Cái hàng này là hàng bảo hành cho các bác là 6 tháng nhá. 6 tháng không đứt dù, không đứt cáp. Bảo hành 6 tháng. Một bộ, bù một bộ. Tại vì lúc này là trong vòng 6 tháng sử dụng nó có hư hỏng ấy thì shop bảo hành là shop sẽ bù bộ khác chứ không có cần phải đổi lại nhá các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý bảo hành 6 tháng. Một bù một nhá. Giò cu gáy loại dù siêu bền. Giò Manai nhá các bác nhá. Giò kiểu Manai. Mong nhận được sự ủng hộ của các bác dành nhiều hơn nữa cho shop Tân Ánh nhá. Xin cảm ơn các bác. Mong được giao lưu với anh em toàn quốc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.